mình tin vào cái tiềm năng của mình, cái khả năng, và mình tin vào đó cái pháp giới, tức là cái thế giới của chư Phật Bồ Tát, pháp giới. Mình có thể tin vào cái chân lý. Bây giờ bạn có thể liệt kê ra tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái lòng tin này đó, nó quan trọng trong cái vấn đề tin này. Tin có nghĩa là trở thành. Nếu bà có cái lòng tin mà trở thành đó, thì đó đúng là cái lòng tin. Nhưng mà nếu bà tin đó, mà bà không trở thành, để bà tin để bà, mình gọi là mình worship, mình lạy lục, mình thần phục đó, thì nó lại không phải là cái tin. Cái lòng tin mà Đức Phật mà nói ở đây đó, trong kinh Hoa Nghiêm cái khúc này này, tin là mình trở thành. Nếu mình tin vào bản thân Phật thì mình trở thành Phật. Nếu mình tin vào cái sự thanh tịnh của mình thì mình trở thành thanh tịnh. Nếu mình tin vào cái tiềm năng của mình thì cái tiềm năng của mình sẽ khai phát. Nếu mình tin vào pháp giới thì mình sẽ ở trong pháp giới, chứ mình không ở cái chỗ mà ô nhiễm. Nếu mình tin vào cái chân lý thì mình sẽ trở thành chân lý, mình sẽ embody cái chân lý. Cho nên cái tin là cái sự trở thành, và cái đó là cái quan trọng nhất của con đường tu. Nhiều khi mình cứ tưởng tin của mình là giống như thứ là của các đạo, không phải. Cái tin mà của Kinh Hoa Nghiêm là nói là tin là trở thành. Cho nên nếu mình không tin thì mình không trở thành vậy. Cái tin nó không phải là cái đối diện mà ở đó, mà cái tin là mình và cái đối tượng là trở thành là một. Mình trở thành cái đối tượng mà mình tin. Cái đó là cái định nghĩa mà của cái lòng tin trong cái khúc này. Cho nên khi mà bạc đó nhận ra cái chấp trước của mình rồi đó, mà mình bắt đầu mình buông bỏ, mình xóa bỏ đi đó, thì cái chấp trước của mình nó bắt đầu nó rơi rụng ra. Và mình phải có cái chỗ để mình bắt đầu mình phải tin và mình trở thành. Thì mình càng tin vào cái chân lý bao nhiêu thì mình sẽ trở thành chân lý. Lý do mình chấp trước là mình tin vào sự chấp trước của mình. Các bạn có thấy không ta? Bây giờ mình không tin vào chân lý, nhưng mình tin chỗ bên này vào nè. Mình tin vào cái gì? Vào cái chuyện gì mình chấp trước. Cho nên là mình trở thành cái sự chấp trước của mình. Cái đó là cái khổ đó. Mình đi bên này, bây giờ mình đổi qua, mình dương hóa, mình nên tin cả bên kia. Mình tin vào sự giận dữ của mình, cho nên mình trở thành sự giận dữ. Và mình có kẻ thù. Mình tin là người ta xấu, cho nên mình, chính mình, bản thân sẽ trở thành cái người xấu. Trước khi mà người ta xấu, là mình trở thành người xấu rồi. Cho nên cái chuyện quan trọng đó là cái điều xấu, mình tin vào cái điều xấu, điều ác, thì mình trở thành cái đó. Mình tin vào cái chuyện mà gọi là negative, tức là cái chuyện tiêu cực, thì mình sẽ trở thành cái trái cầu tiêu cực, mình sẽ là cái trung tâm tiêu cực. Cho nên cái sự trở thành là nguy hiểm ghê gớm. Và mình, nếu mà mình càng tu thì mình nên chọn cái chỗ mình tu. Cho nên cái bài học ngày hôm nay khi bạn về đó, cái bài take home lesson cho cái hồi thứ nhất này nó có hai chuyện. Thứ nhất, mình nên nhận diện ra cái chỗ mình chấp trước nhất. Nhận diện ra. Nhận diện ra chỗ mình chấp trước nhất. Tức là cái chỗ là mình thương nhất, mình thương yêu ghê gớm nhất, đồng thời cũng là cái chỗ mình ghét hận nhất, vân vân. Tức là cái chỗ mình chấp trước thường thường là dính trong đầu mình nhiều nhất đó, là dính trong đầu mình nhiều nhất, dính trong đầu mình nhiều nhất. Thầy biến ra tới tận cùng như vậy luôn mà bạn không nhớ được thì có uổng ngay bạn. Cái chỗ mà dính trong đầu mình nhất nè, hay là cái mình nói nhiều nhất, mình nói về nhiều nhất, hay là cái chuyện đó mà mình gọi là mình nhắc nhở mình làm nhiều nhất, tức là mình bỏ thời gian vào cái chuyện đó nhiều nhất đó, thì cái đó là cái chỗ chấp trước nhất của mình. Không đâu thôi vậy đó. Rồi mình nhận diện ra rồi thì sau đó là gì bạn biết không? Sau đó là gì? Là mình phải phát triển cái lòng tin. Thì làm sao phát triển cái lòng tin? Làm sao phát triển cái lòng tin mà? Thì mình phải biết cái đối tượng mình tin là cái gì. Thì mình phải xác định cái đối tượng. Và mình trở thành cái đối tượng đó. Rồi, bây giờ cái phần thứ ba là phải cực kỳ núi tu di. Và có cái cúng trời đao lợi trên đó. Cái cúng trời đao lợi này nó có cái điện gọi là diệu thắng điện. Và
Đức Phật hiện ra trên đó để nói một cái pháp gọi là thập trụ. Cái chỗ này đó là cái chỗ mà nó cao nhất rồi. Cái điện này nó bây giờ nó cao không thể tưởng tượng rồi. Bây giờ không còn cái chỗ nào cao hơn được. Thì đây cái chỗ này đấy bạn này. Cái vùng này là cái vùng mà mình thấy đã nhất cái này. À, lấy cái màu vàng cái chỗ. Cái vùng này đây này. Đây là diệu thắng điện. Tức là cái điện mà mình ở đó đó. Mình lắng nghe được cái pháp thập trụ. Cái pháp thập trụ. Thì lúc mà Đức Phật vào mà nói cái pháp đó đó. Thì Ngài đó nhập vào được vô lượng phương tiện tam muội và Ngài phóng hào quang từ đầu cái ngọn chân ra, cái ngọn chân mà phóng ra, hay chưa? Là cái phần này nè, sau khi mà mình tin rồi đó, là mình ở dưới này là cái chỗ mà đầu tiên cả là cái lòng bàn chân của mình, đây lòng bàn chân của mình đây phóng quang ra, hai lòng bàn chân phóng quang ra. Bây giờ cái chỗ này là cái ngọn chân là phóng quang ra, đầu ngọn chân phóng quang ra. Bây giờ nếu mà đứng một người mà đứng đó thì bạn thấy rõ ràng đấy bạn nè. Cái ngọn chứng là cái chỗ mà nhọn nhất mà cuối cùng nhưng mà cái đầu nhất của mình. Tức là nói rằng đó, cái ngọn chứng mình thấy được không bác? Thấy được, thấy được. Và khi mình đi thì cái ngọn chứng là đi trước nha. Mà cái phần này đó, tại sao đó mà bạn sẽ từ từ bạn sẽ thấy nó đặc biệt lắm. Là bởi vì đó, Đức Phật đó sẽ không phóng quang ở nơi cái bụng, nơi ruộng ở đây. Luân xa số 3, số 4, Ngài không phóng quang ba cái chỗ này. Thì tại ra đó, ba cái chỗ này Ngài dồn lại phóng quang đi chừng. Thì cái bàn chứng đó, cái lòng bàn chứng là luân xa số 1. Cái lòng bàn chứng đây nè là thuộc về luân xa số 1. Cái đầu ngọn chứng này đó, các bạn biết luân xa số 7 không bạn? Thì Ngài sẽ phóng chứng ba cái chỗ đây nè. Cái đầu gối ấy và cái bắp giò. Ba chỗ này là ba chỗ Ngài sẽ phóng quang. Các bạn có một suy nghĩ thôi thì bạn sẽ khám phá rằng đó, tại ra cái luân xa số 2 đó nó dính liền với anh chàng đây. Luân xa số 3 đó dính liền vào đây và luân xa số 4 dính liền vào đây. Tại sao vậy? Vì cái luân xa 1 này đó là cái chỗ mà giấu kín, cái chỗ chấp trước của mình. Chấp trước. Cho nên đó, là cái chỗ đứng của mình. Mình phải dựa vào cái chỗ này để mình đứng lên. Không cách gì mình không dựa vào cái bàn chân này mà đứng lên được. Đó. Cái luân xa số 2 đó là cái chỗ mà trị đạo của mình. Và nếu mà phàm phú đó thì cái chỗ trị đạo quan trọng như cả gì mà trị đạo mình gọi là cái dục vọng, là cái chỗ trị đạo của mình. Cho nên là mình muốn mà an trụ trong Phật pháp đó thì mình phải giải trừ cái dục vọng đó đi. Cho nên cái luân xa số 2 là cái chỗ ngọn chân, chỗ chân đi đâu. Và bây giờ đó cái chỗ mà kiến lập thứ 3 đó mà nó quan trọng sau cái ngọn chân đó là cái luân xa số 3. Cái bắp chuỗi đó nó là cái trong cái chân của mình đó, trong lúc cái bắp đùi thì nó đã tới trước, đi tới trước. Bắp chuỗi lúc nào cũng đi về sau cả. Cái bắp chuỗi nó không còn quất ngược nó về trước. Mà cái đó là cái hàm ý của cái bản ngã. Cái bản ngã của mình lúc nào cũng tham danh, lúc nào cũng muốn loài về phía trước cả. Và bây giờ đó nó bắt mình là phải đi ngược lại, đi về phía sau, chẳng phải đi về trước nữa. Thế nên cái luân xa số 3 đó là cái luân xa mà nó giải tỏa cái tham danh, tham vọng. Tham danh, tham vọng. Cái tham đó mà muốn trôi cái bản ngã ra. Cái tham mà muốn diễn đạt, diễn bày cái bản ngã ra. Thế lúc cái chấp trước là cái dưới này, cái dục vọng là cái này. Cái số 3 đấy đó là cái chỗ mà gọi là mình tham đứng đưa đầu ra. Mình tham mà trôi đầu lên, trôi đầu ra phía trước. Mình tham cho người ta biết. Cái chấp đó đó phải hóa giải. Hóa giải. Cho nên cái chỗ này thì mình gọi là cái tham danh. Và nó biểu tượng bằng là cái bắp chuỗi của mình. Cho nên hay vô cùng đó, trong lúc cái này nằm phía trước này, bây giờ cái này nằm phía sau. Cái đùi này là bắp thịt này nằm phía sau đây này bạn này. Ít khi nào mình thấy cái người mà có cái bắp thịt nằm phía trước lắm. Ít khi mà bắp thịt nằm phía trước lắm bạn, nằm phía sau. Mà rõ ràng đó là cái hàm ý của cái tham danh của mình là phải diệt trừ nó. Rồi, bây giờ cái luân xa số 4 đây ấy, là cái chỗ này đó, là cái chỗ mà mình gọi là cái đầu gối. Cái đầu gối là nối liên hai cái bộ phận trên ấy, thì gọi là bắp đùi, bộ phận dưới thì gọi là bắp chuỗi. Nó nối liên hai cái bộ phận này và nó làm cho hai cái bộ phận này ăn khớp điều giải với nhau.
Đây là một cái quan hệ mà rất là quan trọng của cái luân xa số 4. Cái tâm của mình trên này là cái chỗ điều giải giữa cái lý trí, và dưới này là cái dục vọng của thân xác. Cái tâm là cái chỗ mà nó phải điều giải được hai chuyện đó. Bây giờ khi mà mình mà không điều giải được đó, thường thường là vì mình không lắng nghe cái tâm này. Cái ni tức là cái đầu gối đó, nó giữ cho hai cái phần nó đi chơi với nhau, giữ hai bộ phận, một bộ phận tiến tới, một phần lùi. Thế nên khi mình tu đạo đó bạn, thường thường là mình phải chịu khó mà làm cái knee rotation, mình phải quay cái đầu gối cho nó lỏng ra. Là bởi vì đó, nếu mà bạn lấy cái chân của mình đó, cái chân của mình đây này bạn này, cái chân này đó mà bước bước đây, bạn sẽ thấy đó, nếu mà cái chân này đó, cái phần này này mà mình, phần này quên, phần này mà muốn đi tới đó thì phần này là đi lui, bao giờ vậy cả, cái phần này đi lui đó thì phần này là đi tới. Cho nên đó là một sự cân bằng của tới và lui. Và do đó là nói rằng đó, con người mình, cuộc sống của mình lúc nào cũng phải nhớ có hai cái động cơ rất là quan trọng, cái tiến tới và cái lui, là mình phải giữ cho thăng bằng mới được. Thí dụ như mình mà tiến đạo đó thì cái lui là lui chuyện gì bạn? Chuyện đời. Và ngược lại, nếu mà mình mà muốn muốn tiến về đời đó thì sao bạn? Thì mình lui đạo chút xíu. Và mình không cần lui hết, mình lui chút thôi, mình cho nó cân bằng thôi. Mà cái đó là cái mà cái nhiệm vụ của cái ni, cái nhiệm vụ hòa giải, mà đó chính là cái nhiệm vụ của cái tâm luân của mình đó, là có cái nhiệm vụ nối liền cái phần phía trên là phần tâm linh, và phần bên dưới là phần vật chất, nối liền cái phần gọi là trí thức và phần dục vọng, nó nối liền mà nó hòa giải, nó hòa điều. Thế nên cái phần cái tâm này nó quan trọng lắm. Mà thầy nói các bạn nghe này, khi mà Kinh Hoa Nghiêm mà giảng cái này đó rất là hay, rất thâm thủy. Phật không dừng những cái luân xa trên này mà phóng ra, mà Phật thuần túy dùng cái chân để mà phóng ra, là để nói rằng là cái chuyện đạo đó là thực hành, thực hành, thực hành, thực hành. Hành nghĩa là đi. Cái chữ hành đó, là cái chữ hành đấy bạn này. Hai cái chân đi như vậy thành ra hai cái chữ này. Đây là hai cái chân, chữ hành đó này. Là cái chữ phải thực hành. Nó không phải là cái chuyện nói năng. Nếu mà mình ở trên này là nhiều khi mình tưởng lầm là cái tình cảm nói năng. Không được. Cho nên Đức Phật không phóng quang trên này, mà chỉ dùng về cái chỗ dưới này để phóng quang, để mà nhắc nhở rằng đó, thật sự mình cần phải thay đổi cái chuyện tu hành mình, mà thay đổi con đường tu hành mình ngay ở nơi chuyện thực hành đây, chứ không phải chuyện suy nghĩ. Bây giờ đó, cái phần thứ 4 này là cái phần quan hệ, nó là quan hệ tạo ra cái phần quan hệ và tạo ra cái sự cân bằng. Thì dục vọng, chấp trước, tham danh, cái phần này thì trở nên mình gọi là emotional, gọi là cái phần mà mình gọi là nó thuộc về cục loại mà tham trước, nhưng mà nó là không phải là tham trước về cái gì hơn là tham trước về cái cảm giác, cái cảm giác chiếm hữu, cảm giác mà khoái cảm vân vân. Cho nên cái phần mà luân xa số 4 này đó, nó rất là quan trọng đối với cái người mà không tu hành gì cả, thì cái này là thuộc về cái phần đắm, đắm trước, mà mình gọi là emotional đắm trước đó bạn. Tức là mình gọi là tiếng Việt mình phải dịch nó là một cái emotional đắm trước, emotional attachment, tức là mình tình cảm đắm trước, đắm trước tình cảm. Thì bây giờ đó, khi mà mình chuyển hóa đó, thì mình nhận ra điểm mù của cái này, nhận ra điểm mù. Khi cái dục vọng này thì mình ngồi trên cái núi tu di. Cái núi tu di là cái bản ngã của mình. Bây giờ mình ngồi trên nó, tức là mình kiểm soát được, mình kiểm soát được cái dục vọng. Mà mình kiểm soát thì mình mới chuyển hóa được, kiểm soát và chuyển hóa dục vọng. Khi mà cái tham danh này đó, thì cái bạc biển bạn, cái lúc mà dạng cái kính này đó, nó không nằm trên núi tu di này, nằm trên cái quải trời mà già ma này, không gian phía trên này. Cho nên đó, khi mà giảng cái kinh này đó, khi mà giảng cái đoạn này luân xa số 3 đó, làm sao mà hóa giải, thì mình phải ở lơ lửng trên mây. Lơ lửng trên mây là gì? Mình phải không, không cái gì, không cái chuyện danh lợi.